Chào các bạn, hôm nay hướng dẫn unlock tài khoản TP-Link bị lỗi tài khoản Google. Các bạn xem mình đây, mình nhập một cái mật khẩu Wi-Fi vào. Sau khi nhập tài khoản Wi-Fi, mật khẩu password Wi-Fi vào, các bạn sẽ thấy như này. Nó sẽ bắt đầu connect với tài khoản của Google ở trong này. Các bạn chờ vài giây để cho nó xác nhận lại thông tin. Các bạn phải chờ khoảng vài phút để cho nó checking lại. Đó, yêu cầu verify your account. Bắt buộc các bạn phải cần phải có tài khoản thì các bạn mới xác nhận được. Đó. Xin chào các bạn và chào các bạn đã quay trở lại với cái video của mình ngày hôm nay. Và video của mình ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách để cho chúng ta có thể unlock và mở khóa tài khoản Google ở trên cái điện thoại dòng sản phẩm đó chính là TP-Link. Được. Anh hiện ta máy dòng sản phẩm TP-Link. Xin chào các bạn. Ok, đây là cái dòng sản phẩm TP-Link, các bạn xem này. Hôm nay hướng dẫn unlock cái dòng. Đây là dòng sản phẩm TP-Link các bạn. Đây là TP-Link TP702A. Các bạn xem rõ đây. Đó. Các bạn gặp phải tình trạng đó chính là tài khoản Google. Có tài khoản Google được chưa? Dẫn đến tình trạng máy của chúng ta bị lét ta hệ thống và chúng ta bắt buộc là phải xác nhận. Mình đã thử áp dụng các cách chia sẻ ở trên mạng internet hoặc là các cách mình chia sẻ trước đây thì đều không áp dụng được, thì do Google đã fix rồi. Chúng ta sử dụng cái chế độ người khiếm thính, người khiếm thị để chúng ta có thể làm mở cái talkback lên, sau đó đột nhập vào trong cái user của Google để cho chúng ta có thể là qua mặt được cái tài khoản qua mặt, sau đó chúng ta mở một cái tag ứng dụng để nó ra cái phần thông tin app Google search ấy, thì nó không đều không ra được, nó đều gặp phải tình trạng bị lỗi thì trong video này thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn trực tiếp hướng dẫn với các bạn là cách chia sẻ cách để các bạn có thể là flash lại LOM. Đó, cái recovery thì các bạn vào trong chế độ recovery của máy này. Đấy, recovery của máy này các bạn nhấn phím nguồn với phím tăng âm lượng và phím nguồn, có nghĩa là volume up, sau đó nhấn phím power trong mấy giây hiện logo, các bạn thả tay ra, sau đó các bạn sẽ tiếp tục vào trong nút đấy. Nếu đối với các bạn mà bạn nào mà factory reset ấy, đấy các bạn di chuyển lên phím recovery, sau đó các bạn sẽ bấm phím giảm âm lượng để chọn, tăng âm lượng để di chuyển, sau đó với biến phím giảm âm lượng để chọn. Đó, sau khi chọn các bạn sẽ vào trong chế độ recovery. Đây là dòng TP-Link, sau đó các bạn sẽ chờ vài giây thì nó sẽ hiện ra, các bạn chờ vài giây nó sẽ hiện ra biểu thị biểu tượng cái logo Android này, thì các bạn sẽ chỉ việc làm như sau, đó chính là chúng ta sẽ nhấn giữ phím nguồn và phím tăng âm lượng. Đó, nó sẽ hiển thị ra cái hard reset này, sau đó các bạn di chuyển xuống, dùng phím di chuyển xuống, các bạn chọn phần VP data, sau đó ở dưới các bạn chọn phần partition, được chưa? Sau đó các bạn sẽ chọn một dòng nữa đó. Chạy xong thì các bạn sẽ chọn dòng partition, được chưa? Nhấn phím OK để chọn, nhấn nguồn đấy, sau đó các bạn sẽ tiếp tục di chuyển xuống dưới, chọn phần VP partition này, đó, chạy xong thì nó sẽ hiện lên. Đó, hiện lên như này là xong, được chưa? Còn tiếp theo mình sẽ
Ví dụ như các bạn sau khi chạy xong các bạn setup cái này, nó bị lỗi tài khoản Google. Đó, lỗi tài khoản Google. Nó bắt xác minh tài khoản Google. Thì lúc đó các bạn thử các cách top back các kiểu ấy thì nó vẫn không thể hiện được. Đó, các bạn truy cập vào trong này nó vẫn không có cái app Google. Bởi vì nó fix hết rồi. App Google giờ fix hết rồi, chúng ta không thể áp dụng được nữa. Đó. Không áp dụng được nữa. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách qua mặt tài khoản Google nhé. Đầu tiên các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên các bạn sẽ tải cái app ứng dụng này. Bạn nào thấy video này hữu ích, các bạn có thể nhấn vào cái đường link trong PayPal ấy. Các bạn có thể buy cho mình 1-2-3 đô, bởi vì mình đã có cái file ROM này up lên cho các bạn. Chia sẻ cái file ROM này cho các bạn, hữu ích cho các bạn. Các bạn sẽ thực hiện nó và các bạn sẽ qua được, xóa được cái tài khoản Google luôn. Được ạ, một cách đơn giản nhất. Đây là dòng C5, được ạ. Thì ở trong cái này ấy, các bạn sẽ thấy là thứ nhất là cái thư mục này các bạn sẽ phải giải nén ra extract hơn. Các bạn lưu ý là ví dụ như các bạn giải nén ra thì các bạn sẽ được một cái file, trong cái file này các bạn giải nén cái file này, sẽ trong cái file này có file này thì các bạn nháy chuột phải cho bạn chọn extract to hoặc extract hơn cũng được. Còn extract to này thì nó sẽ tạo ra một cái thư mục. Đối với các bạn mà theo mình ấy thì các bạn nên extract to để tạo ra một cái thư mục, không thư mục nhảy ra extract he thì nó sẽ bị dỗi lắm. Được chưa? Đó, đối với trường hợp các bạn người dùng nó đã nén có một cái thư mục như này thì không sao. Trong trường hợp các bạn chọn như này, nén luôn như này ấy vào ấy, thì nó sẽ khi các bạn extract he ra ấy, thì nó sẽ không tạo một thư mục. Được chưa? Đó. Sau khi có như này thì ok. Bây giờ các bạn vào trong phần menu, sau đó các bạn giải nén cái file này ra, file flash tool. Đối với anh em sử dụng Windows 7, Windows XP, các bạn cài thêm một cái trình điều khiển driver hoặc là một số máy cứng đầu không nhận thì các bạn cài cái driver này. Dạ. Sau đó các bạn nhấn vào trong cái file flash tool, sau đó các bạn kích vào trong cái phần download này này. Đấy. Sau khi kích vào trong phần download này các bạn sẽ thấy như này. Thì các bạn chỉ cần select file đến cái file chứa cái firmware. Ok, chứa cái file firmware unlock path này. Đấy, sau đó chứa cái file firmware này. Rồi các bạn chọn open. Đây là nó download file load success rồi. Rồi ok. Sau đó các bạn set enable auto. Được chưa? Tự động. Sau đó các bạn chọn kích vào đây này để cho nó boot hết. Được chưa? Đó. Như thế này thì các bạn sẽ nhấn start luôn. Đấy, nhấn đây là nút scan. Đấy, sau đó chọn. Bây giờ các bạn sẽ không cần động vào gì nữa. Bây giờ các bạn chỉ việc đợi thôi. Bây giờ. Ok. Rồi. Ok, bây giờ ở trên cái smartphone của chúng ta, các bạn sẽ xem ở trên smartphone này của mình. Đấy, đây là cái máy của mình đã unlock rồi. Đó, nếu mà chưa unlock ấy thì nó sẽ có cái tài khoản Google. Được chưa? Xác minh tài khoản Google các bạn mới đăng nhập được. Đó. Khi các bạn chạy ấy thì nó sẽ có như này này. Đó, ok. Đó, nó có đầy đủ, bây giờ các bạn có thể sử dụng tất cả các file. Ok, rất là bình thường. Nó hoàn toàn xóa được tài khoản Google. Mình sẽ cho các bạn xem lại cái máy này. Vào phone này, đấy, xem lại thông tin của máy này, Android 5.1, modem là TP702A, đấy, bật cái chế độ developer option này, chế độ nhà phát triển lên này, không biết nó có tiếng Việt thôi không, mình nghĩ là không, phiên bản này có tiếng Việt các bạn nhé,
có ngôn ngữ tiếng Việt. Đó. Ví dụ như giả sử các bạn đang không vào được như này thì các bạn tắt máy nhá. Thì các bạn sẽ tắt máy cho mình, tắt nguồn hẳn. Tắt nguồn cho mình. Được chưa? Sau khi tắt hẳn nguồn đấy thì các bạn ok, mình sẽ để tạm cái máy quay của mình ở trên này, rồi cái xuống là mất ngay vài triệu. Rồi. Rồi ok. Bây giờ các bạn sẽ thấy là cái smartphone của mình đã tắt. Bây giờ mình chỉ việc cắm cái cáp này vào máy tính, các bạn xem này. Mình cắm cái cáp này vào. Trước khi cắm cáp vào máy tính, các bạn nhấn phím giảm âm lượng hoặc phím tăng âm lượng. Trong trường hợp này mình nhấn tăng âm lượng, sau đó mình cắm cáp vào máy tính. Cắm cáp vào máy tính. Đã nhận. Màn hình máy tính rung một cái. À, thì các bạn phải nhấn phím giảm âm lượng. Trong trường hợp này các bạn lại nhấn phím giảm âm lượng. Bây giờ mình tắt máy nhá. Đó, tắt máy nhá. Đến khi nào ta không còn bên nhau thì anh mới quên em. Rồi mình đã tắt máy, bây giờ mình phím giảm âm lượng và mình cắm nguồn vào máy tính. Một người khác đang ôm em thật chặt. Đây lúc là ngày anh ra đi. Và ta sẽ tăng âm lượng hoặc là phím giảm âm lượng các bạn chú ý nhé. Rung lên nào. Rồi, cứ để cho nó rung lên ạ. Để nó tắt hẳn đi. Còn đối với một số trường hợp mà nó có pin đấy các bạn, mà trong cái máy này nó có pin đấy, thì các bạn sẽ chỉ việc làm như sau. Nếu mà trong trường hợp máy cả tháo pin được, các bạn tháo hẳn pin ra. Các bạn tháo hẳn pin ra, sau đó các bạn cắm cáp vào máy tính, sau đó các bạn bấm phím tăng âm lượng hoặc là phím giảm âm lượng. Thường là phím giảm âm lượng để giảm hoặc là tăng âm lượng, có một số máy cũng tăng âm lượng. Các bạn bấm phím giảm âm lượng, sau đó cắm pin vào máy thì nó sẽ tự động boot được vào. Được chưa? Phần mềm nó sẽ nhận diện và nó boot vào và nó sẽ chạy. Được chưa? Đó. Các bạn xem cái máy của mình đang chạy này. Bây giờ mình phím mình tắt này, tắt nguồn này. Đó. Đó, mình nhấn phím tắt nguồn này. Và bây giờ mình phím giảm âm lượng, mình nhấn giảm âm lượng, sau đó mình cắm cáp vào máy tính này, giảm âm lượng cắm cáp vào máy tính. Đó. Các bạn thấy màn hình của nó boot chưa ạ? Các bạn nhấn phím giảm âm lượng, cắm cáp vào máy tính, nó boot, nó đã scan success rồi. Được chưa? Đấy. Nó phát hiện ra đó chính là cổng COM 10. Được ạ? Sau đó các bạn sẽ chỉ việc chờ đợi nó chạy. Bây giờ các bạn nó sẽ chỉ việc chờ đợi nó chạy thôi các bạn. Đó. Trong trường hợp mà này ấy, các bạn mà làm không được ấy, các bạn là nhớ là làm lại đi cho mình một lần nữa. Để cho nó chạy. Trong trường hợp này nó nhận thấy là nó nhận cổng COM 10. À, COM 10. Mang niềm tin phù nắng nơi u ước đặt trời cảm xúc tìm về với mầm sống để nỗi buồn thâu bám ví bằng đêm sương trên khóe mi ngày mai tôi ngừng đọc chỉ một lần thôi cho sự yếu đuối hôm nay tôi đợi mong người lạ ơi người đến ăn bữa tâm hồn để được không đó nó nhận thành công. Bây giờ cái này ấy là nó scan các bạn chú ý nhé. Còn trong trường hợp bot rom ấy các bạn sẽ nhấn start on này. Các bạn thấy chưa? Nhấn start on trong trường hợp boot ROM. Sau đó các bạn nhấn OK. Nhưng trong quá trình boot ROM ấy thì các bạn cũng phải tích hết cái này, sau đó nhấn start on. Được chưa? Đấy. Trong trường hợp này nó nhận cổng COM, đó chính là cổng COM 11. Cổng COM 10 cộng 11. Trong tất cả các cổng COM này, nếu mà các bạn chọn hết tất cả cổng COM, nó tự động nhận cổng COM, có thể là cổng COM 12, nó không phải cổng COM 10. Các bạn chú ý nhé.
Nó không nhất thiết là cổng com này. Được chưa? Trong trường hợp này máy của, khi các bạn cắm cái này vào trong thiết bị máy của chúng ta ấy, các bạn hiểu chưa? Khi cái này cắm vào ấy, ví dụ như mình nhấn thì giảm âm lượng, cắm cáp vào máy tính. Đó, nó sẽ tự động phát hiện, nó phát hiện ra cổng com 10 như này. Được chưa? Và bây giờ nó sẽ tự động chạy luôn thôi. Được chưa? Các bạn thấy chưa? Bởi vì là nó có rất là nhiều cổng com ở đây để nó phát hiện ra cái cổng com nào là cổng com của máy. Được chưa? Phải không? Cổng com của máy. Bây giờ mình chỉ việc thả tay ra, thấy cái phần trăm này hiện lên là mình chỉ phải thả tay ra thôi. Cái cổng com này ấy, nó đang phát hiện là cổng com 1. Nhiều bạn bảo là tại sao không tích hết cái này, bởi vì là nó đã tự động nhận diện ra được một cái cổng com rồi. Lúc nãy mình enable tự động ấy, mình scan trước ấy, scan xem cái máy này nhận diện từ cái cổng com nào. Đó. Có một số trường hợp ấy, các bạn thay đổi cái cổng USB của nó thì cái cổng com này nó có thể là cổng com 1, cổng com 2, cổng com 8, cổng com 9, tùy máy, tùy các bạn cắm vào cổng USB. Được chưa? Đó. Thì nó sẽ nhận diện cái cổng com này của chúng nó. Đó. Khi các bạn flash kiểu này ấy thì nó sẽ mất tất cả các dữ liệu của cái máy này, cả tài khoản Google nữa. Được chưa? Cho nên khi là thao tác thực hiện ấy, đầu tiên là các bạn cần phải xóa sạch dữ liệu. Được chưa? Xóa sạch hết dữ liệu trong máy. Backup tất cả các dữ liệu ở trong máy. Và thứ hai, đặc biệt để làm thành công trong cái này ấy, các bạn làm theo cái cách của mình làm thì chắc chắn thành công. Còn trong trường hợp này, các bạn cần lưu ý những cái gì để làm thành công, và trường hợp bất khả kháng, và trường hợp mà gọi là trường hợp có thể làm hỏng máy trong trường hợp này, các bạn lưu ý là gì các bạn? Là các bạn nên làm ở trên máy tính laptop để tránh gặp phải cái tình trạng, đó chính là nếu mà xảy ra cái sự cố không ngoài ý muốn, bị như mất điện, hoặc là nó có thể là dẫn đến cái tình trạng máy của chúng ta bị rét ra, hoặc là máy của chúng ta có thể là gây ra hiện tượng là bị treo. Lúc đó các bạn khắc phục nó rất là khó, có trường hợp là các bạn chạy ROM không được. Được chưa? Đó, ví dụ như các bạn đang flash ROM giữa chừng nhỏ, các bạn nhấn stop một cái, có thể là nó dẫn đến tình trạng máy của chúng ta gây rét ra hệ thống ấy. Có nghĩa là máy chúng ta có thể gây sập, hoặc là trong trường hợp mà vân vạ bala bru bala. Được chưa? Có nghĩa là nó đang chạy ROM giữa chừng mà nó bị ngắt quãng ấy, nó hay gặp hiện tượng bị lỗi máy, cho nên các bạn cần phải lưu ý nhé. Đó, cái trường hợp mà nó chạy ở trên nền tảng Windows thì các bạn đã thấy là trường hợp Windows, các bạn bảo là trường hợp Windows sập nguồn thì chúng ta cài lại được mà. Được chưa? Đúng rồi, Windows thì nó ít lỗi thật, nhưng mà nó không hẳn là nó không lỗi các bạn. Đó, những trường hợp hy hữu ấy, ở trên Windows các bạn cài lại Win ấy, đôi lúc các bạn đang boot Win hoặc là ghost Win ấy vào những ổ cứng ấy, như các bạn ghost vào này, như ổ cứng HDD thì đa số, nhưng mà nó vẫn ảnh hưởng sau khi đang ghost, nó mất điện đột ngột ấy. Đặc biệt là các bạn chạy trên ổ cứng SSD, các bạn đã thấy là ổ cứng SSD ấy mà các bạn đang sử dụng, mà đang chạy Win hoặc là các kiểu ấy, đang boot Win hoặc là ghost Win hoặc là flash lại ổ cứng, flash lại sử dụng những file ghost để flash lại, nó cũng hay gặp cái tình trạng bị lỗi ổ cứng các bạn ạ. Đó, khi mất điện, đặc biệt là các bạn đã thấy ổ cứng làm bằng các flash nhớ ấy, khi gặp cái trục trặc mà bị ngắt quá giữa chừng ấy, khi ổ cứng đang format hoặc là ổ cứng đang định dạng, đó, định dạng format, hoặc là ổ cứng đang nạp lại hệ điều hành, ví dụ như các bạn boot hệ điều hành các kiểu ấy mà mất điện ấy, nó xảy ra tỷ lệ lỗi nó cũng rất là cao. Nó giống điện thoại vậy, cái cấu tạo của cái ổ cứng SSD các kiểu nó đều làm bằng flash nhớ, nó giống kiểu na ná điện thoại, còn hiểu rõ thì này bộ nhớ của điện thoại vậy. Nhưng mà ổ cứng cơ truyền thống nó lại không thế các bạn. Ổ cứng cơ truyền thống nó làm bằng cái đĩa từ các thứ ấy, được chưa? Cho nên là nó ít xảy ra cái tình trạng mà nó bị chết giữa chừng thế, được chưa? Tỷ lệ nó vẫn có nhưng mà nó thấp, và nó không như là các ổ cứng SSD. Cho nên là đặc biệt lưu ý của cái này là các bạn đừng để cái máy của chúng ta mất điện đột ngột trong quá trình thao tác, được chưa?
Khi các bạn làm xong cái bước này, các bạn khỏi phải xác nhận tài khoản Google nữa. Được chưa? Khỏi phải xác nhận tài khoản Google nữa, nó sẽ chạy ok và chạy luôn mà ngay. Được chưa? Đó. 93% rồi, 94% rồi, cũng rất là nhanh. Được chưa? Đây là bản ROM thương mại hóa. Được chưa? Đó, các bạn có thể download về. Các bạn chờ nó. Rồi, nó đã chạy thành công. Trong quá trình này các bạn chỉ cần các bạn sẽ chỉ cần mở máy và chạy luôn. Được ạ. Bây giờ các bạn sẽ chỉ việc là mở máy lên. À, rút cáp ra được rồi. Bây giờ mở máy lên. Đó, máy của chúng ta đã chạy. TTP Link. Đó. Các bạn trong quá trình khởi động lần đầu tiên này, các bạn sẽ phải chờ vài phút để cho nó cài đặt install các app, hệ điều hành các thứ trong quá trình khởi động lần đầu tiên này. À, khi các bạn flash ROM ấy, chắc chắn là các bạn sẽ format lại tất cả ở trong máy, các bạn cài lại cái bản ROM mới toanh ở trên cái file ROM gốc của nó ở trên này vào trong cái máy này. Đó, có một số trường hợp mà không xóa được ấy, flash mà không xóa được ấy, thì do cái tool của bạn thì các bạn đôi lúc các bạn cần phải tích vào tích để xóa tài khoản iCloud cái thứ ấy, thì dạ xóa hết thì nó mới xóa được. Còn trường hợp mà các bạn mà không tích xóa ấy, thì đôi lúc các bạn flash lại ROM nó cũng không xóa được. Đó. Thực ra có cái bản ROM này mình hướng dẫn tạo rất là dễ, nhưng mà để có cái bản ROM này thì mới phải là khó các bạn. Để có cái bản ROM này mà up cho máy ấy, thì nó cực kỳ khó luôn, không phải đơn giản đâu anh em ạ. Đó. Cho nên là anh em xem video mình các bạn thấy hay, các bạn nhớ ủng hộ trên video của mình nha. Đó. Ở trong này các bạn điền cái tài khoản Google, được chưa? Kênh video này mình chia sẻ vô điều kiện rồi các bạn. Đó. Các bạn xem nó đang nhập wifi, sau đó các bạn sẽ nhấn tiếp theo. Trong trường hợp này ấy, nếu mà có tài khoản ấy, nếu mà có tài khoản Google ấy, thì các bạn chờ nó chạy xong cái này, nó update firmware một cái là nó phải có tài khoản Google. Nó yêu cầu là verify tài khoản Google, điền cái thông tin xác nhận tài khoản Google thì các bạn mới vào được bên trong, các bạn mới đăng nhập được. Không thì các bạn sẽ gặp tình trạng bị lỗi. Và là các bạn có thể là, nếu mà trước đó thì mình đã hướng dẫn với các bạn là cách tạo và chia sẻ các app rồi. Các app đó là nó thủ thuật đó là truy cập vào trong hệ thống của máy, được chưa? Để chúng ta bắt tiến hành unlock đó, được chưa? Các bạn chờ tối đa là 2 phút. Nó chuẩn bị xong rồi. Trong quá trình xác nhận này các bạn cần phải có mạng internet để cho nó kết nối, được chưa? Mạng internet để cho nó kết nối. À, đấy, kiểm tra cập nhật này. Đó, bây giờ nó yêu cầu là thông tin này các bạn, thấy chưa? Thông tin này. Đó, bây giờ nó đã không có tài khoản Google rồi. Bây giờ các bạn muốn điền tài khoản Google thì điền vào, không thì các bạn bỏ qua tí điền sau cũng được, đặt tên cho máy, không thì bỏ qua, dạ sẽ đặt sau. Đó, cách làm thì rất đơn giản, đó các bạn, đơn giản đấy ạ.
Trong trường hợp này các bạn đã thấy là máy của chúng ta chạy firmware. Xem cái firmware này là đây, mẫu máy này đúng mẫu máy luôn. Bật chế độ debug, chế độ nhà phát triển lên, quay trở lại chế độ nào phát triển. Chế độ tùy chọn nhà phát triển là developer option, được chưa? Sau đó các bạn thấy là có trường hợp bạn bật gỡ lỗi USB lên, được chưa? Ăn gỡ lỗi USB debugging, được chưa? Debugging. Sau đó các bạn sẽ thấy là ở dưới này chúng ta đôi lúc các bạn hay bật cái chế độ gỡ lỗi USB. Sau đó cái gỡ lỗi USB này nó chỉ yếu là chạy trong một số trường hợp thôi, được chưa? Có thể là hiển thị một số ứng dụng không rõ nguồn gốc lên ấy. Thì cái này thì tùy một số trường hợp thôi, được chưa? USB debugging lên để các bạn chạy chạy kết nối USB, chạy các phần mềm ví dụ phát bot hay kiểu ấy, hoặc là rốt máy đó, thường là các bạn chài đặt theo cái kiểu thế, bảo mật security này, hoặc là các bạn đôi lúc các bạn hay cài những ứng dụng không rõ nguồn gốc vào trong máy, các bạn cũng có thể là không rõ nguồn gốc lên này đó, tùy các bạn thôi cái này đó. Sau đó các bạn thế thử camera cam nào. Đấy, cam bình thường. Có một số trường hợp mà các bạn thấy là cái máy của các bạn gặp trong cái tình trạng bị treo ấy. Bị treo hoặc là bị treo.